Dân mạng Việt Nam náo loạn fanpage lễ hội âm nhạc điện tử Thái Lan, có KICM biểu diễn ngay tại thời điểm lùm xùm giữa KICM và rách vẫn. Chưa ngã ngũ, thông báo của lễ hội âm nhạc Thái Lan đã vô tình mang đến một số rắc rối cho KICM và ban tổ chức sự kiện. Trong những ngày gần đây, người hâm mộ của KICM đã vô cùng bất ngờ khi lễ hội EDM mở đầu thập kỷ lớn nhất Thái Lan, xác nhận nam producer, 9x này sẽ góp mặt trong đêm diễn của mình, hôm 31 tháng 1 trang fanpage chính thức của mình trên Facebook, lễ hội EDM Thái Lan này đã đăng tải hình ảnh của KICM với lời giới thiệu, chúng tôi tự hào khi giới thiệu đến bạn chàng trai tuyệt vời KICM từ Việt Nam. Cậu ấy chơi keyboard theo cách chẳng ai bì được. Hãy để anh ấy làm bạn ngạc nhiên với ngón đàn điêu luyện của mình. Việc KICM xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn như Steva Oki, giờ 1975, Jico khiến phần đông người hâm mộ vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm lùm xùm giữa KICM và Rách vẫn chưa ngã. Ngũ, thông báo này cũng mang đến một số rắc rối cho anh chàng producer 9X và ban tổ chức sự kiện. Cụ thể, ngay dưới bài đăng xác nhận, KICM sẽ có mặt trong lễ hội EDM mở đầu thập kỷ lớn nhất Thái Lan. Rất nhiều cư dân mạng Việt đã để lại những bình luận cà khịa. Thậm chí đòi tẩy chay nam nghệ sĩ vì loạt lùm xùm trước đó với rách. Không biết hát mà cũng được mời sao. Hay quá em ơi. Nhớ đừng làm hỏng chương trình của người ta nữa nha, Việt Nam đang tẩy chay. Thái Lan thì mời về, là một trong số những bình luận của cư dân mạng. Việt Nam dưới bài đăng của lễ hội âm nhạc Thái Lan. Trong khi đó, những bình luận ủng hộ anh chàng producer 9X cũng không kém cạnh, có thể. Kể đến là những bình luận, Kiss luôn tự hào về KICM, bảo Khánh à cố lên nha. Kiss mãi mãi bên anh, tài năng, tuyệt vời lắm KICM. Cho đến thời điểm hiện, cuộc tranh luận giữa hai phía, ủng hộ và tẩy chay, vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng hành động này của cộng đồng mạng Việt là vô cùng xấu xí, gây ảnh hưởng đến không chỉ nghệ sĩ tham gia mà còn thay đổi cách nhìn nhận của người. Yêu âm nhạc quốc tế về cộng đồng mạng Việt Nam theo một chiều hướng xấu. Trước đó, một bộ phận cộng đồng mạng Việt Nam cũng từng khiến người hâm mộ ngao ngán khi tấn công fanpage câu lạc bộ Hiran Vin mà đoàn văn hậu đang đầu quân, công kích fanpage STVV mà công phượng đầu quân trước khi gia nhập. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, hay thậm chí là tổng tấn công những trọng tài mà bản thân cảm thấy không vừa mắt. Phần tin tiếp theo, dân mạng Việt Nam náo loạn, fanpage lễ hội âm nhạc điện tử Thái Lan, có KICM biểu diễn ngay tại thời điểm lùm xùm giữa KICM và rách vẫn chưa ngã ngũ, thông báo của lễ hội âm nhạc Thái Lan đã vô tình mang đến một số rắc rối cho KICM và ban tổ chức sự kiện. Trong những ngày gần đây, người hâm, mộ của KICM đã vô cùng bất ngờ khi lễ hội EDM mở đầu thập kỷ lớn nhất Thái Lan, xác nhận nam producer 9X này sẽ góp mặt trong. Đêm diễn của mình hôm 31 tháng 1 trang fanpage chính thức của mình trên Facebook, lễ hội EDM Thái Lan này đã đăng tải hình ảnh của KICM với lời giới. Thiệu, chúng tôi tự hào khi giới thiệu đến bạn chàng trai tuyệt vời KICM từ Việt Nam. Cậu ấy chơi keyboard theo cách chẳng ai bị được. Hãy để anh ấy làm bạn ngạc nhiên với ngón đàn điêu luyện của mình. Việc KICM xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn như Steve Aoki, giờ 1975, Zico, khiến phần đông người hâm mộ vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm lùm xùm giữa KICM và Rách vẫn chưa ngõ ngũ, thông báo này cũng mang đến một số rắc rối cho anh chàng Producer 9X và ban tổ chức sự kiện. Cụ thể, ngay dưới bài đăng xác nhận KICM sẽ có mặt trong lễ Hội EDM mở đầu thập kỷ lớn nhất Thái Lan, rất nhiều cư dân mạng Việt đã để lại những bình luận cà khịa, thậm chí đòi tẩy chay nam nghệ sĩ vì loạt lùm xùm trước đó với Rách. Không biết hát mà cũng được mời sao? Hay quá em ơi! Nhớ đừng làm hỏng chương trình của người. Ta nữa nha, Việt Nam đang tẩy chay. Thái Lan thì mời về, là một trong số những bình luận của cư dân mạng Việt Nam dưới bài đăng của Lễ hội âm nhạc Thái Lan. Trong khi đó, những bình luận ủng hộ anh chàng producer 9X cũng không kém cạnh, có thể kể đến là những bình luận: Kiss luôn tự hào về KICM, bảo Khánh à cố lên nha. Kiss mãi mãi bên anh, tài năng, tuyệt vời lắm KICM cho đến thời điểm hiện cuộc. Tranh luận giữa hai phía ủng hộ và tẩy chay vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng hành động này của cộng đồng mạng Việt là vô cùng xấu xí, gây ảnh hưởng đến không chỉ nghệ sĩ tham gia mà còn thay đổi cách nhìn nhận của người yêu âm nhạc quốc tế về cộng đồng mạng Việt Nam theo một chiều hướng xấu. Trước đó, một bộ phận cộng đồng mạng Việt Nam cũng từng khiến người hâm mộ ngao ngán khi tấn công fanpage câu cô lạc bộ Hiran Vin mà Đoàn Văn. Nhớ bấm like và sắp sơn xe kênh ủng hộ mình nhé. Yeah.